Hello, chào các anh em, chào mừng mình. Trong video này mình muốn chia sẻ đến anh em 7 chai nước hoa mà đối với cá nhân quan điểm của mình cảm thấy rằng nó khá là đáng quên. Nó không phải là tệ, nó không phải là xấu, và mình sẽ có lý do giải thích trong từng chai ở phần sau video. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm full, một vài sản phẩm chiết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta cùng đến chủ đề chính của video ngày hôm nay, 7 mùi hương mà đối với mình không được chào đón một cách quá là nồng nhiệt. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Givenchy và nó có tên là Gentleman. Mùi hương của Givenchy không tệ, nó rất là không thể gọi là rất, mà mùi của nó cũng ok, nhưng nó không mới, nó là một cái sự copy một chút xíu đến từ Dior Homme Intense đó, một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Dior Homme Intense. Điều đồng nghĩa rằng đây không phải là một cái mùi hương quá là mới mẻ, và so với cái xu thế mùi hương hiện đại ngày nay có rất nhiều sản phẩm, có rất nhiều sự lựa chọn, thì việc Givenchy Gentleman ra đời không để lại cho mình quá nhiều những ấn tượng, bởi vì việc copy, việc làm lại một cái mùi hương đã nổi tiếng có sẵn đó là Dior Homme Intense, mình cho rằng không phải là một ưu tiên hàng đầu khi mà tìm mua sản phẩm này đó. Đấy là chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến đây đó là sản phẩm của nhà Tom Ford, đó là Fucking Fabulous. Mình có đọc trên các forum thì cũng thấy có một số các anh em khen ngợi mùi hương của chai nước hoa này, và mình không nói nó là tệ, nhưng cái điều mình cảm thấy là không quá là nồng nhiệt với chai nước hoa này đó là nó vẫn là những cái style mùi, cái phong cách làm cũ của Tom Ford mà chúng ta có thể thấy ở đây, như kiểu Tuscan Leather hoặc là Ombre Leather, có nghĩa là một cái mô típ mùi theo một cái trục dọc. Tất nhiên thì so với chai nước hoa này nó hơn, so với chai nước hoa này nó mượt hơn, so với chai nước hoa này nó bám tốt hơn. Điều đó không, mình nghĩ rằng là cảm thấy nó làm cho mình cảm thấy rằng không nhất thiết phải sở hữu chai nước hoa này, hoặc không nhất thiết phải nồng nhiệt đi tìm bằng được nó, vì như mình đã nói ở trên, cái phong cách mùi của Fucking Fabulous nó là một trục dọc so với Tuscan Leather, với Ombre Leather, còn việc hơn như thế này, cái này điều đó cũng không làm cho mình phải ưu tiên sở hữu chai nước hoa này đó, cộng thêm với mức giá thì cũng không hề là dễ chịu khi mà mua nó. Tiếp nữa đó là Dior Homme Sport. Đây có thể gọi là một cái mùi hương khá là, nói thế nào nhỉ, nếu như dùng trong mùa hè nó rất là ok, với điều kiện là mùa hè ở phương Tây. Còn đối với việc mùa hè Việt Nam, việc xịt chai nước hoa này không mang nhiều những cái lời khen ngợi, ít nhất là với cái kinh nghiệm thực tế của mình. Mình nhớ có một mùa hè mình xịt chai nước hoa này, và hôm đó mọi người đã hỏi mình là cái mùi hôm nay mày xịt không thấy thơm bằng cái mùi hôm trước. Mùi hôm trước dùng, mùi này hơi nồng. Và các anh em có biết mùi hôm trước dùng là mùi gì không? Nautica Voyage. Thì đầu điều đó có đồng nghĩa rằng Dior Homme Sport dùng trong môi trường mùa hè Việt Nam rất là khó, bởi vì mùi nó hơi nồng, và cộng thêm với cái nền nhiệt không phải là cái gì nó dễ chịu ở Việt Nam, nó làm một cái cảm giác gây khó chịu cho mọi người khi mà ngửi. Còn nếu sử dụng thu đông thì Dior Homme Sport không có một cái cửa nào để có thể đọ được bạt ngàn những sự lựa chọn khác. Do vậy đối với mình đây là một sản phẩm khá là đáng quên trong cái line Dior Homme đó. Tiếp nữa Baccarat Roach 540, nhưng không phải là phiên bản EDP mà là phiên bản Extrait. Tại sao mình lại nói rằng Extrait khá là đáng quên? Bởi vì Cá nhân mình đã được ngửi phiên bản đó và kết luận của mình, nó không có một cái gì khác biệt với EDP về cơ bản. Cái việc mà chúng ta nói rằng nó có thêm một chút nghệ tây, nó thêm một chút hạt nhân, nếu mình nhớ không nhầm nó có thêm hai cái nốt đấy, nó rất là mơ hồ. Và cái đấy nó không có một cái gì để mà khẳng định là 100% là nó là như thế. Cho nên về cơ bản mình vẫn thấy rằng hai tông mùi EDP và phiên bản Extract là giống nhau. Và với một cái số tiền gấp đôi so với phiên bản EDP, mình thấy rằng tất nhiên nếu mà chúng ta, thứ nhất chúng ta có điều kiện về kinh tế, cái thứ hai là chúng ta là một fan rất là hâm mộ Baccarat, thì cái việc mà chúng ta mua thêm một phiên bản mới là điều hoàn toàn hết sức là bình thường. Nhưng còn đối với các anh em nào mà kinh tế nó không phải là dư giả thì việc sở hữu EDP đã là quá đủ rồi, không cần thiết phải Extract đó. Tiếp nữa, Terre Hermes Metal Flacon. Đây là một chai nước hoa có thể gọi là tệ hại của nhà Hermes. Mình không thể nghĩ rằng là tại sao họ đã có thể ra mắt một cái sản phẩm bám mùi có thể gọi là yếu khủng khiếp, phải dùng từ khủng khiếp. Xịt trên da mình chắc chỉ được khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó bay màu. Và nói thật là trên da của mình không phải là một cơ địa gọi là quá là xấu xa, quá là đê tiện mà để đến mức xịt một mùi hương mà chỉ tồn tại được trong 1 giờ. Thế nhưng ở chai hoa này nó đã làm được. Và mình thấy rằng đây là một sản phẩm tồi tệ của nhà Hermes. Do đó bất kỳ một anh em nào có ý định sở hữu Terre Hermes Metal Flacon thì nên cân nhắc lại. Đó, đấy là cái mình muốn chia sẻ đến các anh em. Hiệu năng mùi rất là tồi tệ. Ở số 6 đó là Paco Rabanne Pure XS. Đây là một chai nước hoa có một cái hiệu năng mùi rất là tốt. Mình nhớ là trong cái một video những chai gọi là Mega Power lưu mùi hương lâu thì Pure XS mình có trong list. Thế nhưng ngoại trừ cái điểm mạnh nhất của nó đó là cái hiệu năng mùi, mùi hương của chai nước hoa này khá là nhạt nhòa. Nó không phải là tệ, thế nhưng nó rất là thiếu điểm nhấn. Và so với một sản phẩm khác, đó là chai đây, chai nước hoa này, đó, so với Black Excess thì là một cái bước lùi rất là lớn. Cá nhân mình thấy rằng Black Excess hay hơn rất là nhiều, sexy hơn, có một cái gì đấy nó khó diễn tả. Thế nhưng mình cảm giác rằng nó thế nào nhỉ, mơn trớn và sexy khi mà xịt. Còn Pure XS quá là ngọt, một mùi vani rất là nồng, rất là ngọt, nói chung là hơi thiếu điểm nhấn. Do vậy chúng ta hãy cân nhắc kỹ khi có ý định sử dụng chai nước hoa này, có định sở hữu chai nước hoa này. Ngoại trừ điểm mạnh nhất của nó đó là khả năng bám mùi rất là tốt đó. Và cuối cùng đó là The One Grey, Giorgio Gabbana The One Grey. Mình thì không có chai đó ở đây, nhưng mình có vial và phải nói thật rằng đây là một cái mùi hương có thể gọi là để moi tiền từ khách hàng của nhà Giorgio Gabbana. Mùi hương nhạt nhòa, không có một cái gì để mà nhớ lại. Và tất nhiên rồi, các anh em nếu quyết định sở hữu chai nước hoa đó nên cân nhắc kỹ, nên thẩm mùi trước khi mua đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 mùi hương có thể gọi là đối với mình hơi đáng quên và không được nồng nhiệt chào đón. Nếu như trong 7 chai nước hoa này lại là một trong những mùi hương các anh em ưa thích thì cũng rất là mong mọi người thông cảm. Đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là mình có những giải thích mình nghĩ rằng nó là hợp lý không chê bai một cách dè bỉu, mà mình có những cái lý do chính đáng để giải thích tại sao mình lại không welcome nó nhiều. Ok, video của mình đến là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video của anh chị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.